năm 1998 của Đề Dành, bộ phim 6 tập của đạo diễn Đỗ Thanh Hải bỗng trở thành hiện tượng phim truyền hình. Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung chân thực, gần gũi với cuộc sống thường nhật, của Đề Dành còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ trung xinh đẹp. Một trong số đó là Quách Thu Phương, cô gái thủ vai Lan, con dâu bà Vi. Lan khi ấy được khán giả gọi là nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất làng kịch phía Bắc. Không chỉ thành công với phim truyền hình, Thu Phương còn là gương mặt quen thuộc ở màn kịch với nhiều vở diễn gây được tiếng vang như Vũ Nữ Đêm Giao Thừa, Nhà Có Ba Chị Em Gái. Thế nhưng con đường tình cảm của nữ diễn viên tài năng ấy lại khá thăng trầm. Ly hôn chồng khi có hai con chung, sau đó đi bước nữa vào năm 2010. Và sau 22 năm kể từ ngày nổi tiếng, Quách Thu Phương mới chính thức trở lại màn ảnh trong bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên, được phát sóng trên khung giờ vàng VTV3. Trước khi tái xuất màn ảnh nhỏ, Quách Thu Phương cũng trở lại với sân khấu kịch. Tháng 10 năm 2019, cô tham gia hội diễn sân khấu quốc tế thử nghiệm. Tại đây, Thu Phương đã giành được huy chương vàng cho một vở kịch của đạo diễn Nguyễn Quang Vinh. Quách Thu Phương cho rằng, nhờ vậy nên khi quay lại phim truyền hình, cô không bị lạ lẫm. Và có lẽ cũng bởi đam mê, nên lửa nghề vẫn luôn còn nguyên trong cô. Vâng, xin được giới thiệu tới quý vị khán giả của chương trình TTV Hội Tụ. Vị khách mời tuần này đó là một nữ nghệ sĩ diễn viên, người từng được mệnh danh là nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất của làng kịch phía Bắc. Xin được giới thiệu diễn viên Quách Thu Phương. Chào Quang Chiến. Lời đầu tiên cho phép Thu Phương được gửi lời chào đến tất cả khán giả truyền hình Thanh Hóa. Lời chúc sức khỏe và bình an. Rất vui hôm nay là lần đầu tiên Phương được xuất hiện trên kênh truyền hình của Thanh Hóa. Mà cũng bật mí luôn là Phương là có 50% trong con người của mình là người con của Thanh Hóa đó ạ. Vâng, thêm một thông tin mới nữa khi nhắc tới diễn viên Thu Phương, khi mà chị cũng tiết lộ rằng có một nửa là người con xứ Thanh. Chị thì lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình Thanh Hóa, còn với khán giả Thanh Hóa thì lại có rất nhiều những tình cảm dành cho diễn viên Thu Phương. Đặc biệt là khi nhớ đến Thu Phương thì họ luôn kể với nhau nghe những câu chuyện hơn 20 năm về trước, khi mà hình ảnh của Thu Phương gắn liền với các vị khán giả thông qua những bộ phim truyền hình, có thể nói như là bộ phim Của Để Dành của đạo diễn Đỗ Thanh Hải năm 1998. Có lẽ những kỷ niệm, những ấn tượng của Thu Phương dành cho bộ phim Của Để Dành vẫn còn là rất lớn và rất nhiều, phải không ạ? Chính xác. Với Của Để Dành thì Phương có quá nhiều kỷ niệm, mà có lẽ là có những cái kỷ niệm mà thậm chí là chưa có ai biết và lần đầu tiên được nói trong chương trình của chúng ta. Khi mà làm phim đó thì có một cái là Phương vừa mới sinh em bé xong được khoảng 2 tháng. Thì cái lúc đó thứ nhất là sức khỏe của mình nó vẫn đang còn yếu, chưa được tốt lắm. Thế nhưng mà anh Hải vẫn cứ tin tưởng và giao cho Phương đảm nhận cái vai Lan đó. Cái thời gian quay trong một ngày nó rất là dài. Có thể bắt đầu từ 5 rưỡi sáng đến tận 1 giờ đêm, thậm chí 1 rưỡi đêm. Thế cho nên cái quãng đường mà Phương đi về từ bối cảnh về nó rất là xa. Chị đi bằng phương tiện gì? Lúc đó thì chỉ có xe máy thôi. Thế là một mình chạy xe máy chính về. Xác, đi xe máy. Và có một cái kỷ niệm mà có lẽ là mà Phương có lẽ không bao giờ quên được, đó là chiếc xe máy đó lại còn của đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhường hẳn cho Phương, để trong suốt cái quá trình Phương đi làm là Phương sử dụng chiếc xe đó của anh ấy. Có một điều nữa đã làm nên cái thành công của bộ phim này, và nó mở ra một trào lưu ở sau này, có nghĩa là người ta bắt đầu chú ý đến nhiều hơn nữa, đó là nhạc trong phim. Đúng, chính xác. Quang Chiến nói thì mình mới nhớ ra đó. Từ đó, đúng rồi. Hầu như là từ cái phim đó thì gần như là các phim phía sau này là mọi người rất là chú trọng. Và nó có những cái bài hát rất là hay. Để ta sẽ nghe một chút về bài hát này. Nghe lại bài hát. Chị đúng, lâu lắm rồi chị mới nghe lại. Hay đúng không? Từng lời, từng câu chữ nó thực sự đã làm nên thành công rất lớn cho bộ phim này. Khi mà mỗi lần khi mà kết thúc bộ phim, bài tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà lại vang lên, khán giả họ lại lắng lại với cái phần kết của bộ phim. Trước đây khi mà xem phim truyền hình, người ta hết phim là người ta thôi. Nhưng nhờ có bài hát, họ đã thể hiện rất là rõ cái thông điệp mà bộ phim đã đưa ra. Nó vẫn tồn tại cái giá trị qua hơn 20 năm.
giữa cuộc sống bộn bề, vất vả, bon chen hiện đại, con cái vẫn là của để dành của cha mẹ. Đúng như Quang Chiến nói, và cuối cùng là gì? Giá trị gia đình vẫn là cái điều mà người ta hướng đến và người ta sẽ không bao giờ có thể rời xa được. Được biết là chị còn là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp của đoàn kịch Hà Tây cũ, đúng không ạ? Kể cả sau này thì chị đầu quân về cho nhà tuổi trẻ nữa. Và tuy nhiên thì khi mà đang liên tục được giao những vở diễn lớn, khi đang được nhận rất nhiều sự yêu mến của quý vị khán giả và chuẩn bị được đón nhận những danh hiệu quan trọng sau rất nhiều năm công hiến, thì Quách Thu Phương khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ khi mà dừng tất cả và biến mất hoàn toàn khỏi ánh đèn sân khấu. Thời điểm đó thì chắc chắn đã có những cái câu chuyện diễn ra với riêng Quách Thu Phương, phải không? Phương có một cái quan niệm, đó là gia đình. Với phụ nữ thì dù mình có là ai, hoặc là sự nghiệp, hoặc mình có ở một cái vị thế gì, thì gia đình vẫn là cái điều mà mình hướng đến và mình đặt lên đầu tiên. Thời điểm đó là thực ra là Phương mới sinh em bé thứ hai, cho nên là Phương muốn dành nhiều thời gian cho bé hơn. Và cũng rất nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao Phương lại dừng ở thời điểm đó, với cái thời điểm đó là cái thời điểm mà gần như là mình đang là, nói là với một nghệ sĩ thì nó là đỉnh cao, có hết tất cả mọi thứ. Thế nhưng mà tại sao lại dừng vào đúng cái lúc đó? Nó quả thực rất là khó khăn. Có thể với các ngành nghề, các công việc khác mọi người từ bỏ nó dễ hơn, nhưng mà với nghệ thuật thì, bởi vì sao? Tất cả các nghệ sĩ họ sống bằng cảm xúc rất là nhiều, cho nên để mà từ bỏ được nó không hề đơn giản. Và không ai nghĩ được là Phương có thể từ bỏ được. Đến khi mình làm mình cũng ngỡ ngàng là tại sao mình có thể từ bỏ được nó như vậy. Động lực gì để có thể làm được điều đó? Thì thực ra là đơn giản là chỉ là con cái và gia đình. Thì nói về cái chuyện mất cân bằng một chút thì đấy cũng là một cái cơ duyên đấy. Nhờ cái việc đó mà Phương đến với yoga, và bây giờ Phương đã trở thành một huấn luyện viên yoga. Nghĩa là sau khi mà quyết định rời sang nghệ thuật thì chị bắt đầu tìm đến yoga. Ban đầu thì chắc cũng chỉ là để muốn trải nỗi lòng của đúng mình rồi. Muốn tìm một cái gì đấy nó thanh tịnh giúp hơn, mình cân bằng lại. Vâng. Trong năm 2020 vừa qua thì Quách Thu Phương đã đánh dấu sự tái xuất của mình. Và đặc biệt nữa là chị trở lại không chỉ trên truyền hình mà cả hai lĩnh vực mà chị yêu thích nhất, cả sân khấu và cả truyền hình nữa, đúng không ạ? Khi mà quay trở lại với cuộc sống nó đúng là mình, nó được chính là mình, thì Phương làm một cái chương trình thực cảnh, sân khấu thực cảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Vinh, em trai của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Đó là bối cảnh ở trong Quảng Bình. Và vào thời điểm đó là tháng 5, tháng 6, nó nắng, gọi là nắng cháy Quảng Bình. Nắng Quảng Bình thì mọi người nắng biết rồi, ra, đúng không? Nóng mặt khủng khiếp. Và Phương sau mười mấy năm coi như là ngủ quên ấy, ngủ đông ấy, lúc đấy thì da rẻ, tức là cảm giác như nó đang rất là mỏng, bởi vì chỉ có trong nhà thôi mà, không có đi đâu cả, mà cũng không làm gì hết. Một phát chạy vào Quảng Bình, trời ơi, đỏ như một con tôm luộc, và làm việc mà cảm giác như là chưa hề có khoảng cách. Và sau cái chương trình đó thì bắt đầu Phương tham gia sân khấu quốc tế thử nghiệm của đạo diễn My Lê, một đạo diễn rất là trẻ của nhà hát sân khấu trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Và cái vở Dưới cát là nước nó có một cái rất là đặc biệt, và nó không hề đơn giản đối phương thời điểm đó, là thời gian nó quá ngắn. Thứ nhất là giữa Bắc và Nam, toàn bộ ekip là Nam mà một mình Phương là Bắc. Thành thử ra là để tập được thì trong Nam ra ngoài Bắc được một hôm, hai hôm, còn đâu là Phương phải vào trong Sài Gòn được 4 hôm. Tức là cái quãng thời gian để tập nó chỉ rơi vào chưa đầy một tuần. Và sự trở lại ngọt ngào của Quách Thu Phương với tất cả những cái nỗ lực, tất cả những cái nhiệt huyết thì đã giúp cho toàn thể ekip đã có được tấm huy chương vàng tại Liên Hoan. Và thừa thắng xông lên thì Quách Thu Phương ngay sau đó đã tiếp tục trở lại với mảng phim truyền hình khi tham gia vào bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên. Thì nhiều khán giả nói rằng là cảm nhận thấy rằng Quách Thu Phương đã diễn vai này đầy nhập tâm, bởi vì hình ảnh của diễn viên trong phim và với Quách Thu Phương ngoài đời nó có những cái điểm chung. Phim Đừng Bắt Em Phải Quên thì Phương rất là thích. Tại sao lại nhận lời? Là đấy là cái cơ duyên với đạo diễn Vũ Minh Chí, cộng với cái việc là cái nhân vật nó như là Quang Chiến nói ấy, nó cũng khá là gần với Phương.
một người phụ nữ cũng là vì gia đình, yêu chồng, yêu con. Nó rất là gần gũi. Nhưng mà thực ra thì Phương vẫn mong là năm 2021 ấy, mình sẽ nhận được những cái nhân vật mà nó khác đi, nó mạnh mẽ hơn, cá tính hơn và thể hiện được những cái góc cạnh, những cái góc khác mà mình chưa biết, chưa khai thác được. Cảm nhận thấy là Quách Thu Phương là dần dần trở lại và bắt đầu như một cô gái tuổi đôi mươi đang muốn khám phá, thử thách bản thân mình nhiều hơn nữa, phải không ạ? Cả mảng sân khấu, cả mảng truyền hình. Bây giờ các đạo diễn ơi, hãy giao cho tôi những vai diễn khó hơn nữa cũng được. Tôi sẵn sàng rồi ạ, bởi vì thời gian và tình yêu tôi chưa bao giờ nguội lạnh. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, những câu chuyện của diễn viên Quách Thu Phương đã gửi tới các quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc chị sẽ có thêm thật nhiều những sức khỏe để hoàn thành tốt những vai diễn của mình và có thêm thật nhiều những tác phẩm gửi tới cho các khán giả. Cảm ơn Quang Chiến. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả của truyền hình Thanh Hóa đã dành tình cảm và yêu mến Phương. Và cũng thật là may mắn.